ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số người nhiễm virus Zika tại các nước Mỹ Latin có thể lên tới 4 triệu người. Ngày 28 tháng 1, chính quyền Colombia đã bắt đầu chiến dịch tẩy trùng trên quy mô lớn. Đại diện Bộ Y tế nước này cho biết chiến dịch nhằm ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của virus Zika với các biện pháp phun thuốc diệt muỗi và không để cho muỗi có nơi đẻ trứng. Do có khí hậu ấm nóng, Colombia là một trong những nước có nguy cơ lây lan virus Zika rất cao, chỉ sau Brazil, quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh này. Tính đến nay, đã có khoảng 14.000 người tại Colombia nhiễm loại virus Zika. Trong khi đó, tại Costa Rica, giới chức nước này cũng đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh tại các sân bay ngay sau khi ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika. Các nhân viên y tế đã được triển khai tới các khu vực sân bay để theo dõi và phát hiện các hành khách có các triệu chứng bệnh. Người dân cũng được khuyến cáo chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus. Cũng tại Mỹ Latin, Chile ngày 28 tháng 1 đã triển khai việc phát tờ rơi tuyên truyền cảnh báo về virus Zika và thuốc chống muỗi đến tận tay các du khách tới sân bay ở thủ đô Santiago. Mặc dù chưa phát hiện trường hợp nhiễm nào, song Chile lo ngại virus Zika có thể lây lan qua khách du lịch đến từ các nước có dịch. Năm 2014, tại Chile đã từng có 173 trường hợp nhiễm loại virus này. Lo ngại sự lây lan của virus Zika có thể ảnh hưởng tới Thế vận hội Olympic diễn ra tại Brazil vào tháng 8 tới, Ủy ban Olympic Quốc tế đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho các vận động viên và khách tham quan nhằm ngăn chặn lây nhiễm virus Zika. Đại diện ủy ban này cho biết sẽ gửi thông báo đến Ủy ban Olympic của từng nước để chủ động phòng tránh. Virus Zika lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes, cũng là loài gây ra bệnh sốt xuất huyết. Triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm virus là sốt, viêm kết mạc, nhức đầu, phát ban, đau cơ và khớp. Đối với phụ nữ có thai, virus để lại dị tật thai nhi với chứng teo não. Hiện chưa có vaccine phòng ngừa virus này.